Rồi. Chưa kể thì mình sẽ ưu tiên xử hai cái công việc quảng cáo này của mình, làm quảng cáo Facebook này mình sẽ cần phải có rất nhiều thẻ Visa debit này. Vậy nên là mình sẽ làm ngân hàng là Techcombank, Vietcombank, VPBank và MVBank. Ưu tiên làm bốn ngân hàng trước. Ngân hàng ACB này thì mình làm nhiều thẻ, làm 20 thẻ. Em làm khoảng 20 thẻ mà họ không có thẻ họ liên kết với tài khoản của mình à? 10 thẻ cứng và 10 thẻ là 20 thẻ. Nhưng mà mình cái thằng ACB này nó thu phí cao, cho nên là mình không chơi với nó, chưa chơi với nó, không nên tặng nó ưu tiên. Techcombank, Vietcombank, MVBank và VPBank là bốn ngân hàng không mất phí, không mất phí cho ở thời điểm này nhé. Thời điểm sau thì không biết, không mất phí. Vậy nên mình chơi với bốn ngân hàng này trước. Mình làm thẻ Visa đi ra ngân hàng bảo là tôi muốn làm thẻ Visa debit để chạy quảng cáo. Ngân hàng mình có thể làm tối đa được bao nhiêu thẻ là tôi làm hết. Lưu ý làm hết, kể chưa dùng đến cũng vẫn làm. Làm nhiều thẻ để làm gì nhỉ anh nhỉ? Để chạy quảng cáo. Một lần chạy là một thẻ? Không, một thẻ sẽ chạy được nhiều lần. Nhưng mà vì mình làm quảng cáo Facebook, mình sẽ cần phải dùng lại thẻ rất nhiều lần. Cho nên mình cứ làm trước. Còn cái chặt sau này là gì? Trả sau này là mình dùng thẻ của Agri. Trả trước kìa. Trả trước thẻ của Agri, ngân hàng Agribank. Khi mình sử dụng thẻ ngân hàng Agribank là mình sẽ phải trả tiền trước 100% trả tiền trước. Tiếp theo này là qua ví điện tử Momo. Đấy, hai hình thức trả trước. Vậy nên mình có cần làm thẻ không? Thì để chạy quảng cáo không? Thì hoàn toàn mình cũng không cần làm thẻ, mình vẫn chạy được quảng cáo được. Hiểu không nhỉ? Mình không cần làm thẻ, mình vẫn có thể chạy quảng cáo được. Cái trả sau này và cái trả trước này nó đều có một cái phương thức nữa, nó gọi là phương thức thanh toán PayPal. Thì PayPal này nó đều cần có thẻ. Vậy nên thôi mình bỏ qua, mình không nhắc gì đó. Nhưng khi mình làm trả trước này, tức là mình đưa tiền trong túi mình là của mình. Hiểu không? Tiền mình móc ra mình đưa cho người ta là của người ta. Đấy, mình đưa cho Facebook trước mà nó khóa tài khoản của mình là mình mất tiền. Vậy đây là mình quảng cáo tự nhiên không chơi thằng này, xóa đi, không chơi thằng trả trước. Với quảng cáo Facebook nhé, còn các nền tảng quảng cáo khác là mình phải trả trước. Nhưng mà các nền tảng quảng cáo khác mà mình khóa tài khoản nó sẽ trả lại mình tiền, còn thằng Facebook này không trả. Vậy đây là mình không chơi cái trả trước, nói không có trả trước, được chưa? Ok, tiếp tục là đối với tài khoản quảng cáo.